Chú, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel mình, đây từ đường phố đến người nha. Quay trở lại video ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu đến anh em một tựa game, đó là Phàm Nhân Tu Tiên H5 anh em. Ok, đây là một tựa đề game chơi trên web các bạn nha, các bạn là chơi trên máy tính và chơi trên điện thoại đều được anh em. Game này được cái thì nó rất là nhiều quà đặc biệt và rất nhiều cái hay. Hay nhờ tôi sẽ chơi và cho anh em trải nghiệm cùng tôi. Đấy, tôi sẽ trải nghiệm game này và cho anh em xem. Nói chung thì game này được cái là nếu như bạn nào mà đi làm về cảm thấy căng thẳng mệt mỏi ấy, có thể xả stress, tôi cảm thấy vậy anh em. Game này chơi xả stress rất là ok. Game này rất đơn giản, anh em đăng nhập tạo tài khoản rất là nhanh luôn. Đấy, tôi sẽ xem tiếng Việt thực tế. Rồi, đây vào phần đăng ký nhá, anh em nhập tài khoản. Để tôi nhập luôn một tài khoản mới cho anh em xem luôn. Ví dụ này, Hiếu Pro đi, Pro 357. Mật khẩu à? Mật khẩu. Rồi. Ok nào thì mật khẩu. Đó, xong tôi đồng ý pass cho các bạn ấn đăng ký. Ấy sai à? Ghi lại cho anh em. Rồi. Rồi ok. Đó, đăng ký tài khoản xong. Đấy, sau đó anh em tiếp vào game luôn. Các bạn vào xem mới mà chơi nhá. Chơi nói chung là ok lắm. Cứ chơi ok nhà thì anh em cứ từ từ vào, tôi sẽ đưa các bạn đi trải nghiệm. Game thì bao gồm có 3 nhân vật anh em lựa chọn, bắt đầu là nhân, thần và ma. Các bạn có thể chọn giới tính nữ hoặc nam, tùy chọn, tôi thích nữ hơn. Thần này, ma này. Nhân mới đánh nhà ta. Đấy, tôi vừa trải nghiệm thần rồi anh em. Tôi vừa trải nghiệm rồi, game chơi rất ok luôn. Và giới thiệu anh em luôn. Ok chưa? Rồi. Đây các bạn, em bắt đầu đây nha. Anh em vào game cái này nhận được ngay được. Thì anh em đỡ ồn để nói các bạn còn nghe. Đó, mới vào là anh em nhận ngay free VIP 5 các bạn nha, VIP 15 các bạn nhá. Rồi, anh em nhìn quyển nguyên bảo này, quyển nguyên bảo khóa này, quyển bảo vài lạp này. Đó, rất là nhiều luôn. Rồi, và đó thì anh em bắt đầu làm nhiệm vụ anh em. Đây, các bạn bắt đầu làm nhiệm vụ các bạn nhá. Nói chung là tài nguyên game này chơi kiếm rất là dễ luôn. Đấy, các bạn đánh một lúc thôi là tài nguyên các bạn đã đầu chạy rồi. Đấy, nhưng cứ đánh là tài nguyên các bạn cứ thế là chạy thôi. Đây, ngoài ra bảng xếp hạng này, ở đây anh em nhận quà bảng xếp hạng này. Xong. Sau đó thì anh em đi nhận quà VIP nha. Đây. Quà VIP anh em thì nhận này. Đây, từ VIP 1 này anh em này, đây quà VIP 1 này. Đây, quà VIP 1 nha, phù hộ nhận. Quà VIP 2. VIP 3 nhận thôi VIP free VIP 15 luôn anh em. Đây VIP 3 này. Đó, VIP 4. VIP 5. VIP 6 này. VIP 7, VIP 8, ai VIP 8 nhận được, bắt đầu nhận được ấy anh em này, thẻ bạch tặng vương anh em, đấy, kích hoạt cái mảnh này gọi tăng lên được 192k đâu, 192k lực chiến các bạn nha, rồi VIP 9, VIP 10 các bạn nhận được một quả thần hoàng kiếm kim kiếm anh em, điểm cộng là 240.000 anh em, đó vũ khí anh em nhá, cộng với từ Hà Tiên, từ Thần Phách anh em. Cái này chắc để mở tướng anh em. Nói chung thì kiểu anh em nào mà không biết là game này bây giờ với mấy bạn trẻ giờ có phù hợp với tôi là chơi ngày xưa tôi chơi rất nhiều loại game này, nhưng mà nhìn cái đồ họa này chân nó vẫn quen mắt anh em, chơi rất là ok. Đặc biệt được cá đây anh em nhìn này, quà cáp anh em nhìn này, nhận quá chơi quà luôn anh em. Oh man, quá ok luôn này. Đấy, mặt P luôn anh em. Rồi sau đó thì anh em cứ đi làm nhiệm vụ thôi, việc làm nhiệm vụ của anh em từ từ dần dần dần. Đây kích hoạt lên luôn anh em. Kích hoạt chỗ này là 1.300.000 để một chuyến các bạn. Đó, chuyến luôn các bạn, chuyến ngay ở vị trí 1 luôn. Tư chất tăng luôn. Đấy, tăng tư chất anh em. Đây, tiếp tục kích hoạt cháu số 2, chiến ở vị trí số 2, kích hoạt cháu số 3. Rồi, cháu số 3 đây anh em, chiến ở vị trí số 3 luôn. Đây, có hết anh em. Đó, sương sương nha, ngon lành luôn. Rồi, bút cấp anh em mà thiếu bạn phải mua này. Đây, mua bằng cái điểm khóa này các bạn này. Mua hẳn 10.000 luôn chứ đừng nói các bạn. Đây,
Một phát về lưng thì tôi nói các bạn, anh em chỉ còn chịu khó ngồi lưng thôi, lưng một lúc thôi. Ngực chiến thì gọi là tăng vù vù luôn anh em. Đấy, cứ từ từ, từng tí một anh em. Đấy, chưa chỉ mới vào đã 3 triệu anh em nhá. Và đăng nhập này. Nhận. Đó, đăng nhập này anh em này, 7 ngày này. Đấy, đây qua đăng nhập 7 ngày anh em nhá. Đó. Còn kèm lên anh em rất là nhiều luôn. Nói chung thì các bạn cứ có thời gian rảnh như một chơi trải nghiệm thì ok. Tôi thấy game này chơi trải nghiệm rất là ok luôn các bạn. Chế độ đánh này X3 lên, bật X3 lên bật cho nó nhanh. Đây các bạn có thể làm nhiệm vụ này 10 ngày, 10 và tầng này. Đó. Nói chung thì một từ anh em phê là chơi, tôi chơi, đấy tôi chơi rồi, đấy tôi tạo một hạc chơi rồi anh em nhưng bị chơi sai nên giờ tôi không lập lại để chơi lại từ đầu anh em. Các bạn nâng cấp thì anh em để ý nhá, đừng tiêu xài mấy cái tài nguyên này, tuy là nhiều nhưng bạn cũng tiêu nó vừa tầm thôi. Nãy tôi mua dư nhiều quá nên là bây giờ phải cân nhắc lại anh em thì bị dư. Cú ở đây đây anh em nhân vật thì còn có tọa kỳ này. Ở đây nó chỉ nâng đến bậc 11 là hết anh em nhá. Bậc 11 là hết. Cánh của anh em. Đó nên các bạn nâng các bạn mua vừa tầm thôi, tí là bị dư á. Nãy tôi mua bị dư anh em. Thì hết cả kỳ nguyên luôn, thế là thành ra bây giờ chơi lại luôn nặng này. Gái chơi nói chung nó rồi chơi phê lắm. Anh em mất thời gian nâng cấp một tí thôi. Các bạn phải mất thời gian đi nâng cấp này. Nâng cấp đoạn đầu này anh em. Các bạn chịu khó mất thời gian nâng cấp đoạn đầu này rất là nhiều. Vì những con đạc phở đi kiểu này có đâu đua tốt hay không thì cứ từ từ tính anh em. Nãy tôi nâng xương xương cũng vào được top 100 rồi. Luyện. Rồi. Ok vào túi đồ này. Rồi đạo cụ. Đây ngẫu nhiên anh em. Đó. Cái đấy gọi tăng chiến nhiều đấy anh em. Cứ từ từ tôi tăng cho anh em coi. Đây. Tôi sẽ 30 lần này. Uầy. Nhiều tính năng đấy nhờ. Ok từ từ tính sau anh em. Cứ từ từ. Đây bây giờ phí lăng này. Trời ơi. Tọa kỳ. Đây. Sử dụng phát lực chiến tăng vọt luôn anh em. Chưa cần phải nâng cấp nha. Còn chỉ cần sử dụng cái này thôi à, khiến tăng vọt luôn rồi. Đấy. Chưa kể ngoại trang, kích hoạt. Đó. Ok anh em, 6 cụ lực chiến rồi. Đấy, mới lân xương xương nha. Mới gọi là lân xương xương rồi đấy anh em. Chưa gì đâu. Đó, tôi mới lân có xương xương rồi anh em. Đây còn nhiều, rất là nhiều. Nói chung là kiếm kỷ nguyên bảo, kiếm tài nguyên rất dễ. Nhưng mà các bạn tiêu cũng tiêu cẩn thận thôi. Nhiều thì nhiều nhưng mà tiêu nó vừa tầm. Không tí là bị dư tài nguyên, thiếu thằng hao hụt tuần như chỗ khác. Hỗ trợ thiên nữ. Rồi kích hoạt 18k triệu. Ồ đây 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 anh em. Thăng cấp luôn từ từ. Đây, từ từ cứ từ từ anh em. Cứ bình tĩnh. Đấy, cứ chiến từ từ thôi anh em. Đó, làm nhiệm vụ chuyến từ từ thôi. Đấy, cường hóa này. Đó, uầy, nhấp mỏi chuột anh em. Nói chung là nhấp chuột mỏi tay. Chơi rất là ok luôn, game thật sự chơi rất là ok luôn các bạn. Không có gì để bàn luận luôn. Nhưng chơi sạch quét rất là được. Anh em nào đi làm về căng thẳng vào chơi quả game này đỡ đau đầu. Đừng ham tốt quá được. Thì bây giờ bảng xếp hạng anh em nhìn này, thì mới ra mắt thật các bạn nhìn này. À server vừa mới mở thật này anh em nhìn này. Mấy bác top trên mấy bác đã lên tận 1.000 mấy trăm ức rồi anh em. Đây thú cưới này. Rất là căng luôn anh em, cứ từ từ thôi. Rồi giờ thì anh em ngồi đợi xíu nha, tôi sẽ ngồi nâng cấp một lúc đã, sau khi nâng cấp xong thì tôi sẽ quay anh em coi nhá. Ok. Ok, tiếp tục anh em. Đây, giờ thì tôi sẽ dẫn anh em được code nhá, các bạn vào phần chủ thành này. Sau đó anh em vào phần phúc lợi nhá. Ở bên này thì anh em kéo qua bạn sẽ có gift code. Đây tôi share code cho anh em luôn này. Giảm đi anh em game có cả code mới luôn các bạn nhá. Code thì có bắt đầu là code đầu tiên là code Tân Thủ. Tân Thủ Tây Du anh em. Tân Thủ Tây Du. Rồi. Rồi. Tiếp theo anh em nhập tiếp theo đó là Core Tây Du 001 và Tây Du 002 anh em nhé. Đây là ba code cho anh em. Đó. Đây là ba code dành riêng cho các bạn. Rồi, ok. Thú gì nào? Thần thú nhận. Phục. Nói chung tiêu xài tài nguyên thoải mái anh em chơi nói chung thoải mái luôn. À, shop trang bị à. Đá dùng để tinh luyện. Ô, mua cái này nghe tiếng không đúng nào.
thì làm gì thôi anh em, nhưng mà cứ mua về đã tính sau. Ok, cái mắt thì đã rồi. Nãy giờ anh em để không lực chiến tôi, các bạn nếu bạn nào đấy thì thấy lực chiến tôi rồi anh em, mà xương xương rồi anh em, đấy 90 nhá, đây, cấp 90 này, cường hóa, đấy, đang cố vào cường hóa cho nó bằng luôn anh em. Nói chung bạc biết anh em, nói chung game dễ kiếm lắm, tài nguyên gọi chỉ có vấn đề là anh em chịu khó đi kiếm hay không thôi bạn, chứ ngồi đi kiếm một lúc thì các bạn cũng kiếm ra hết thôi. Đó thì nó khó cả. Rồi 90. Ô lên được nữa à. Uầy cường hóa này chúng tăng nhiều chiến lắm nha. Tình nguyện à. Uầy tình nguyện anh em. Đây. Nói chung thì để nó tăng được chiến thì ở đây rất là nhiều lỗ chỗ luôn cho anh em tăng luôn. Vấn đề là các bạn có chịu đi kiếm để tăng không thôi anh em. Game chơi rồi đó, rồi chơi thoải mái luôn, anh em chơi kiểu giải quay á, bạn chơi cảm giác như kiểu mình đang nạp rất là nhiều tiền vào á, thật sự luôn, chơi cảm giác cá nhân tôi vậy đấy, ngay cá nhân tôi cảm thấy vậy anh em, như kiểu mình nạp nhiều tiền lắm, chơi thoải mái, thích cái gì mua cái đấy, anh em không suy nghĩ nhiều. Đấy, được kiến giờ lên được 18 triệu anh em, hạng 123 anh em, rồi để lên ức đấy chắc còn cũng phải lên từ từ các bạn, từ từ lên ức thôi. Đây tăng cấp các thứ nói chung còn rất là nhiều. Từ anh em nèo top này. Úi xời, nèo top anh em. Nèo top nhát 1 anh em ạ. Nèo top thì gọi nhát 1 các bạn. Đây, 2007 bắt 1 các bạn. Đó, cứ lên đi nên lại vàng bạc một đống anh em. Nói chung thì chưa thấy tiền đề game mà chơi nó kiểu dễ như này các bạn. Tất nhiên là nếu mà để đua top ấy thì anh em sẽ cảm thấy rất là khó thở, nhưng mà ý là chơi và cảm nhận về free ấy, thì anh em sẽ cảm nhận con game này rất thoải mái luôn. Đó là game này cũng thiên về anh em trải nghiệm thôi, chứ nó mới bắt vào đua top thì tùy. Game cũng hay mà. Game này tôi thấy rất là hay luôn. Anh em cũng sáng đáng để chơi, một thằng tố thì có thể về chơi nha. Em nữ à. Rồi, mua lên anh em thì hết rồi. Thế giờ mình cũng tương xương hết nhiều quá, này thôi cứ từ từ các bạn, để map đã, dương qua, rồi, đấy, giờ qua đây anh em, đấu trường này, xác nhận, đấy, anh em qua đây thì có liên server, có boss này các bạn này, boss thì tôi lên con nào top bang chết con đấy luôn các bạn, boss lên con nào mình giết con đấy luôn các bạn này, đấy boss thế giới anh em, thì boss thế giới còn hạ được mà, rồi. À đây lấy ra hạ luôn anh em, để boss thế giới các bạn nhá. Đó để boss thế giới các bạn, đấy boss thế giới đây anh em, nhát một không giải thích không giải sao ra ngoài thôi, đến sau anh em chí tôn boss. À có chí tôn boss này được của nó anh em. Uầy tiêu ấy à, nào thử nào quả này xem sao anh em. Ui vẫn nhát một các bạn, đấy đồ đấy anh em, ừ vẫn cứ là nhát một anh em. Oh man, đó bot xịn đây anh em, bot xịn đây, bot xịn các bạn. Bot có xịn đến đâu thì cũng đi hết. Ôi rồi được có như có trang bị mới anh em, trang bị vô. Uầy bot xịn các bạn. Uầy đấy game nói chung chơi nó dễ đấy anh em. Đồ nào. Đồ đạo cụ. Ok. Rồi nó giống nhiên đồ ra. Khi chơi còn lên cao thì anh em còn phải, nói chung là còn nâng cấp nhiều, gọi cái trải nghiệm từ game thì rất là hay. Đó anh em thấy hay thì đừng quên kích nha, link mọi thứ tôi để dưới phần mô tả rồi, anh em chỉ cần xuống phần mô tả xem thôi. Từ anh em muốn làm hay là muốn trải nghiệm game hay bất kể gì anh em có xuống phần mô tả đều có hết. Đó, các bạn cứ xuống phần mô tả này có để hết cho anh em nhá. Nói chung thì tôi cũng trải nghiệm xương review qua cho anh em vậy thôi. Còn đó video ngày hôm nay thôi, cho tôi cũng xin phép anh em tại đây nhá. Hẹn mọi người cần theo cả video kênh Tập Tử Đường Phố rất nhiều. Và anh em thấy game này hay đừng quên để tôi một like nhá. Bác nào trải nghiệm thấy vui đừng quên like và comment tôi biết nha. Giờ thì bye bye, tôi sẽ trở lại bằng game hay hơn ở phía sau nhá.